Đề bài nè, bài 3 nha mọi người, bài 3. Bài 3. Đề bài cho tam giác vuông tại tại A, AB bằng 15 cm, AC bằng 20. Các bạn vẽ hình nè. Đó. A vuông B C đấy, 15 tại 20. Được chưa? Kẻ đường cao A, AH thì nhớ đường cao sẽ vuông với cạnh đối đối diện nè. Vuông với cạnh đối đối diện. Đây là H. Ok chưa? Rồi, tiếp tục chứng minh à. Chứng minh câu A, chứng minh AB bình bằng BH nhân BC. Khi gặp các dạng này thì các bạn nghĩ ngay, các bạn tách thằng này ra giúp lợi thành thành hai cái thằng giống nhau nhân lại và BH nhân BC. Khi cái gặp dạng tích này bằng cái tích này thì các bạn nghĩ ngay đó là hai tam giác đồng đồng dạng. Đó, quan trọng các bạn kiếm nè, bắt cặp giúp lợi AB thiếu chi gì à? Chữ H, vậy là AB ABH. Tiếp tục AB thiếu chữ gì à? Chữ C, vậy là ABC. Và các bạn để ý hai hình đó, ABH thấy chưa? Và ABC thấy chưa? Thứ nhất góc này trùng. Tiếp theo ABH các bạn thấy góc này vuông không ạ? Với lại ABC góc này vuông không ạ? Vậy ta có góc chung và góc này bằng 90 độ. Vậy ta xét hai cái tam giác ABH và tam giác ABC ta có. Được chưa? Thì thứ nhất góc B chung, hoặc là góc 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 B chung. Đó, vậy ta có góc B chung, vậy là ABH bằng ABC. Đây là góc góc chung. Và tiếp tục nè. B bằng BAC, AH B bằng BAC bằng 90 độ giả thuyết. Từ đây suy ra điều gì à? Suy ra BH thiếu chi gì à? A tam giác BHA bằng, xin lỗi, đồng dạng với tam giác BA thiếu chi gì à? C tam giác BAC, trường hợp góc góc. Sau đó các bạn đánh những cái cạnh tỷ lệ giúp lợi đi à. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 trên 1, 2. Vậy suy ra BH trên BA bằng 1, 3 trên 1, 3. BA trên BC bằng 2, 3 HA trên AC. Đây được gọi là tỷ số đồng đồng dạng. Được chưa ạ? Rồi sau đó các bạn nhìn vào dữ liệu đề bài, các bạn kiếm những thằng nào có AB nè, AB nè, AB nè, đó, BH nè, BC nè. Vậy các bạn viết lại hai cái tỷ số này. Vậy ta có, các bạn viết để cho nó chuẩn với thằng này nha. BA là đổi thành AB bằng BC. Sau đó nhân chéo giúp lợi. Vậy tương đương AB bình bằng BH nhân BC, đều phải chứng chứng minh. Ok mọi người.